Vào lúc 20 giờ 50 ngày 30 tháng 9, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ruili Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, chính thức khai trương đường bay thẳng Côn Minh Trung Quốc - Hải Phòng và ngược lại. Đón những vị khách đầu tiên trên chuyến bay có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cơ quan liên quan. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chào mừng những vị khách đến Hải Phòng từ Trung Quốc và nhấn mạnh việc khai trương đường bay mới có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đồng chí Lê Khắc Nam giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của thành phố Hải Phòng trong phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời khẳng định việc khai trương đường bay Côn Minh - Hải Phòng là thành quả của các đợt xúc tiến du lịch giữa thành phố Hải Phòng và Côn Minh, Trung Quốc. Ông Mã Chiêm Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Ruili cảm ơn thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho hãng mở đường bay đến Hải Phòng và cho rằng khai trương đường bay mới sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa Côn Minh và Hải Phòng từ 15 giờ bằng đường bộ rút xuống còn 1 giờ bay. Ông cũng mong muốn được duy trì tuyến bay để tạo điều kiện cho việc giao lưu, trao đổi về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của hai thành phố và cho cả hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Với việc khai trương đường bay này, từ cảng hàng không quốc tế Cát Bi có 13 đường bay, trong đó có 4 đường bay quốc tế. Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Vũ Duy Mật cho biết, theo đăng ký, chuyến bay này thực hiện mỗi ngày một chuyến, hạ cánh lúc 20 giờ 50 và cất cánh lúc 21 giờ 50. Sau khi đi vào hoạt động ổn định, hãng sẽ kết nối với một số doanh nghiệp du lịch để bảo đảm về tần suất bay và bán vé rộng rãi. Đồng thời, hãng hàng không này cũng đang đề xuất mở đường bay thẳng giữa thành phố Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc đến thành phố Hải Phòng và ngược lại.